vui. Tôi làm thân khách đây chút phút mà thôi. Quà tôi mà đến chào chỉ mỗi hoa bằng lăng. Với mình nghèo nên chi đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đã với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thương. Thôi đành mà đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Linh Trang xin chào quý vị khán giả và các bạn. Jimmy Nguyễn là chàng ca sĩ có giọng hát đặc biệt, nổi tiếng và quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X. Mặc dù có quãng thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên khi quay trở lại, Jimmy Nguyễn vẫn giành được tình cảm của khán giả bằng cái chất trong phong cách biểu diễn và giọng hát rất riêng của mình. Vẫn là những ca khúc làm nên tên tuổi của Jimmy Nguyễn như Mãi mãi bên em, Nhớ về em, Tình như lá bay xa, Vĩnh biệt màu xanh, Còn đây nỗi nhớ. Những ca khúc thuộc dòng nhạc tự sự được viết trên nền điệu pop ballad nhẹ nhàng, cộng hưởng cùng chất giọng riêng biệt đã tạo lập cho Jimmy Nguyễn một vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện trên bất kỳ một sân khấu nào, anh như thổi hồn, gửi cảm xúc và sự thăng hoa của mình dành tặng khán giả. Đến với đêm nhạc của TTV tại Thanh Hóa, Jimmy Nguyễn đã nhận được sự ủng hộ và tình cảm yêu mến từ đông đảo khán giả trong một buổi tối thật đặc biệt. Giữa phố buồn vẫn nhớ đôi mắt em ngày nào mắt mùa thu nắng qua đường vắng tìm ngày ta ngồi đợi bóng em về. Cho dù tình mình có đắng cay từng chiều về đơn côi mà ta vẫn một đời thiết tha vẫn yêu thương người. Đường chiều hôm nay với giọng ca trời phú và đam mê âm nhạc cháy bỏng, Jimmy Nguyễn bắt đầu biểu diễn khi còn rất nhỏ tuổi. Một cây sáo tre, một ít bánh kẹo khi mới 5 tuổi và khi lên 7 tuổi là một chuyến đi sở thú Sài Gòn, một vé xem phim Kung Fu. Đó là khoản thù lao mà chàng trai này nhận được lúc bấy giờ. Năm 1993, Jimmy Nguyễn cho ra mắt album đầu tay Mãi mãi bên em và thành công rực rỡ. Thừa thắng xông lên, nam ca sĩ tiếp tục chinh phục khán giả bằng tài năng sáng tác của mình qua các album phát hành sau đó như Người con gái năm 1994, Một hình dung năm 1995, Tình như lá bay xa năm 1996, Hỏi đá buồn không năm 1996, Seasons of Love năm 1996, Tình và đời năm 1997. Đến nay, Jimmy Nguyễn đã có khoảng 70 tác phẩm do anh tự sáng tác về tình yêu, thiên nhiên và con người. Dòng nhạc tự sự đặc trưng mang sắc màu thương hiệu âm nhạc của Jimmy Nguyễn. Để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vây, cô đơn không còn vây. Cái đêm đèn kéo đến thật nhanh, vì hôm nay anh theo em đi để trời xanh như em đang trong đang nhớ anh. Này trời xanh có đâu có biết trái tim này còn ta không nên như em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong không được to bày. Đời đâu nhỏ chỉ cây cô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau mai vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đắm không em khi ta tay đã rời tay. Này trời xanh có đâu có biết trái tim này còn ta khóc thương yêu em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được to bày, mong được to bày. Đời đau nhỏ tình cây cô thương là xa cây, buồn theo gió vẫn chưa lành. Người giàu yêu em đã không em khi ta tay đã
rời ta đi. Đến với đêm nhạc của TTV, ban tổ chức, ekip thực hiện chương trình và Jimmy Nguyễn đã có sự thống nhất cao về nội dung nhằm khoản đãi khán giả Thanh Hóa một bữa ăn tinh thần đầy màu sắc và cảm xúc. Các ca khúc xuất hiện trong chương trình là những nhạc phẩm đã quen thuộc với công chúng nhưng được làm mới bằng nhiều cách thức khác nhau, từ bản phối, cách thể hiện đến sự phối hợp giữa các thành viên trong ban nhạc, mang đến cho khán giả những cảm nhận mới mẻ. Của TTV, ngoài sự xuất hiện của Jimmy Nguyễn, còn có sự góp mặt của các nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng, ca sĩ Ngọc Phạm, ca sĩ Như Ý. Bên cạnh sự gai góc bụi bặm của Jimmy Nguyễn, thì giọng kể về những bản nhạc tình của Như Ý đã làm không gian âm nhạc tại TTV phong phú, đa chiều cảm xúc hơn. Là một người phụ nữ, Như Ý đã thực sự sống trong những giác quan tình yêu để thể hiện những nỗi niềm của một người con gái đang yêu. Trong chương trình lần này thì Như Ý hát rất là nhiều ca khúc về nhạc tình cũng như là nhạc bolero, nhưng mà có vẻ là ca khúc mà Như Ý ấn tượng nhất, muốn truyền tải cảm xúc của mình nhiều hơn đối với khán giả, đó là ca khúc Ga Chiều Phố Nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Bởi vì ca khúc này dựa trên một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và lãng mạn, một cô gái đợi chờ một chàng trai trên một chuyến tàu, thì khi mà đến đón chàng trai ấy thì mình mong đợi rất là nhiều. Và cuối cùng mình lại thất vọng và đi về bởi vì chàng trai không có đến. Trong tình yêu, có lẽ những cô gái sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc, những nỗi buồn. Bản thân Như Ý là một người phụ nữ, cho nên Như Ý có cái cảm giác là đồng cảm với người phụ nữ trong ca khúc này. Cảm xúc khi mà hát cái ca khúc này, mình dâng trào cảm xúc rất là nhiều. Buồn vú trời mây.
Đêm nhạc Tính Như Lá Bay Xa của TTV là câu chuyện về hành trình đi tìm kiếm một người thuộc về mình, là những khắc khoải của nỗi nhớ mênh mông trong sự chờ đợi, là niềm hạnh phúc giản dị khi được nhìn thấy và bên cạnh người ấy. Làm như chẳng biết bao giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói lần lờ. Trong câu chuyện này, mỗi người sẽ có những sự lựa chọn của riêng mình, là nắm tay hay buông bỏ, là tiếp tục hay dừng lại, là chọn lựa trở thành một chiếc lá yêu cây đến tận cuối cùng, hay là chiếc lá bay xa theo cơn gió. Chỉ cần chạm đến cảm xúc của khán giả, thì TTV sẽ luôn nỗ lực để mỗi đêm nhạc sẽ là một câu chuyện thật đặc biệt. Sóng vô miên man thương cho tôi thay đắng, người yêu ơi có biết hay chăng, tình yêu ta như ngôn vàng giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi và hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mà nay là như chiếc lá bay hững hờ, ôi ôi xin nhớ mãi tình ta. Trăng chỉ là do ánh mắt một người làm cho